Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh em một chiếc đồng hồ nữ của thương hiệu Omega anh em nhé. Đây là một cái video để dành cho anh em nào mà thích dòng công tê hay còn gọi là Constellation. Thì với cái dòng này thì trước đây mình đã bán vài chiếc rồi. Nếu như anh em nào muốn mua chiếc đồng hồ Omega Constellation Lady này cho chị em thì anh em có thể liên hệ bên mình. Chúng ta sẽ có một cái hộp đặc trưng của Omega nữ. Chiếc này thì chỉ còn đồng hồ với cả hộp thôi các bạn ạ, chứ còn sổ sách thì người ta dọn đồ rồi, mình mua bên kia về đã không có rồi. Thì mình mở ra cùng sâu cho anh em. Đó, hộp rất là điệu đà. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ Omega Constellation Ladies với size là 27mm, phù hợp với chị em nào tay nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc Omega Constellation này của mình thì nó sẽ đặc biệt bởi vì nó sẽ có đó là cọc kim và nó sẽ có mặt là mặt ốc các bạn nhé. Với mặt ốc này các bạn có thể thấy là chiếc Constellation này thì được làm với mặt dial rất là đẹp với những cái đường vân lượn sóng. Điểm qua về cái size của nó thì với cái size này thì chúng ta đeo, các chị em đeo thì rất là dễ, không có gì khó cả. Với size 27mm thì là một trong những cái size là gọi là nhỏ nhắn rồi. Chúng ta có logo Omega Constellation ở góc 12 giờ và cái logo mỏ neo của chúng ta được làm bằng vàng khối, kim cọc của chúng ta được làm bằng vàng khối và cọc số của chúng ta thì sẽ được đính 12 viên kim cương quanh cọc số. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái ngôi sao chuẩn theo thiết kế của dòng Constellation. Và cái mặt đây của chúng ta là mặt mother pearl. Với cái mặt pearl này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có vân tùy theo từng góc mà các bạn xem. Chiếc này thì sẽ có vân vân là vân mây trắng hồng. Nó có những cái ánh hồng khi mà ở những góc khác nhau. Ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái niềng benzen. Và niềng benzen này thì được làm bằng vàng khối 18K AU750 Rose Gold. Và núm này của chúng ta cũng vậy. Tương tự như vậy thì những cái phần chỉ này của chúng ta ở phần dây của chúng ta thì cũng được làm bằng vàng khối các bạn nhé. Sợi dây của nó thì sử dụng sợi dây nó giống như là cái dây giống như là, như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ nhìn thấy cái sợi dây này thì nó giống như là một cái lắc tay. Và nó sẽ là hai màu demi rose gold và thép. Đó. Mặt số của chiếc này thì đem đến cho chúng ta một vẻ đẹp rất là nữ tính và đẹp. Các bạn có thể thấy ngay về cái mặt móp này. Và chúng ta có những cái vân khắc ở trên họa tiết ở trong này cũng rất là đẹp luôn. Ở đáy sau thì chúng ta sẽ có biểu tượng của dòng Constellation với cái logo hình cái nhà thiên văn ở đây với những chòm sao ở phía trên. Và nó được cố định cái phần đáy sau này với phần thân bởi 4 con vít. Ở phía dưới này nó có ghi rõ là steel và AU750, tức là nói lên là chất liệu của chiếc này thì sử dụng hai chất liệu đó và serial number của nó ở đây. Chiếc Omega Constellation Ladies này thì nó có size 27mm và nó sử dụng bộ máy là quad. Bộ máy thạch anh pin của chiếc Omega Constellation này là bộ máy 1376 Omega Caliber. Và bộ máy này thì cũng được phủ rhodium rất là cao cấp giống như những bộ máy Omega khác. Đó. Chiếc Omega này thì mình có search cái mã và mình có thấy là các bên như Harry & Co hoặc là Lux Shopping các thứ thì bán với giá khoảng 135 triệu. Thì nếu như các bạn mua mới chính hãng, còn một chiếc qua sử dụng như này thì nó còn mức giá khá là tốt, là như bên mình bán ra thì chiếc này nó khoảng tầm 55 triệu. Thì nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Omega này thì có thể liên hệ bên mình. Chiếc Omega này sẽ được bán ra với chế độ bảo hành 3 năm và thay pin miễn phí trọn đời, cho nên là anh em có thể yên tâm là những cái chính sách đó của ICS đó. Vì đây là đồng hồ nữ cho nên là mình sẽ không thử vào tay mình được bởi vì nó quá bé so với tay mình. Còn các bạn có thể thấy rõ ở đây là tất cả đồng hồ thì nó được làm bằng vàng với cả thép như vậy. Và mặt số mother pearl với cả 12 cọc kim cương thì phải nói là nó rất là đẹp. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.